Rồi, ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đi chu du anh em nhá. Bởi vì là có rất là nhiều anh em nhắn với tôi đó là tôi xây dựng hơi nhiều và làm cho các anh em là hơi chán rồi. Nên là các anh em muốn được đi chu du, muốn được cái đánh nhau, đúng không? Ok, ôi chết cha rồi. Tôi lỡ phá cỏ mất rồi. Kệ ở đây anh ạ, không sao đâu. Được rồi, tôi sẽ chiều theo ý của anh em luôn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi chu du luôn. Đi chu du để tìm được rậm anh em ạ. Đây, tôi có một chút xương này, tôi sẽ trồng lại cây tí đã. Đấy. Đẹp như mới anh em ạ. Ok rồi đấy. Được rồi, trước tiên tôi sẽ làm cái thuyền trước nào. Được rồi, gỗ ai rồi. Hôm nay chúng ta đi chu du cực kỳ xa luôn anh em nhá. Làm một cái thuyền nhỏ nhỏ. Đấy, xinh xinh. Đấy, cất gỗ đi, chả cần đâu. Nói chung là chúng ta sẽ không mang một cái gì đi hết, mang có mỗi này thôi. À, mà thôi anh em ạ, chắc là tôi cũng cần phải mang thêm một chút đồ đấy. Chắc là tôi sẽ mang gỗ đi đây này. À, thân cây vân sa. Đi thôi anh em ạ. Ok, thì trước khi bắt đầu video, nếu mà anh em mà thích hai thể loại Minecraft sinh tồn và Minecraft sinh tồn siêu khó thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký và click cái biểu tượng cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất của tôi anh em nhé. Bởi vì là kênh của tôi là chuyên làm với hai thể loại luôn anh em ạ. Anh em cứ tin tôi đi, anh em sẽ không thất vọng đâu. Đây là cái nhà chai thủy tinh của tôi đây. Được rồi, chúng ta sẽ chọn cái hướng đi lệch hướng này nhá. Tôi sẽ đi theo cái chai cho nó may mắn anh em ạ. Đi rồi, bỏ cái giày ra đây. Đây, đây chính là cái hòn đảo nấm ở bên cạnh đây các bạn. Cái hòn đảo nấm của tôi cực kỳ to luôn anh em nhá. Wow. Gì đấy? Tàn tích à? Đây là tàn tích của bọn Drow đấy anh em ạ. Bọn xác sống dưới nước đấy. Tôi sẽ xuống xem có gì không anh em ạ. Ôi, có rương. Có kho báu không? Ơ? Cái nào tôi không mở nhỉ? What? Ôi, từ từ anh em ạ, đây này. Tôi đứng vào cái này. Đây. À. Ôi, lag à? What? Ấy, tôi đi cái giày vào. Tôi sẽ không mất máu. Ấy chà, ngon. Tốt thì các ạ. Được rồi đấy. Tôi lút thêm một tí nữa làm nào. Ở ngay gần đây có một cái mà tôi không biết chứ. Trời, có gì không? Ui lag anh em ạ, tôi không biết vì sao mà nó hơi lag ấy nhở. Lại bản đồ nữa này. Có lúa này. Tôi cầm tí lúa. Ui chết cha rồi. Hết oxy rồi, từ từ anh ạ, tôi lên cái đã. Có hai bản đồ à? Nếu mà theo như tôi biết là cả hai cái nó sẽ đều chỉ về cùng một phía đấy. Bởi vì là cả hai cái bản đồ chúng nó đều ở trong mấy khu tàn tích mà, đúng không? À đấy, tôi thấy cả hai cái nó đều giống nhau đấy anh em ạ. Tôi xuống đây xem thử tí nào. Nó có cái gì không? Có kim cương cái gì không? Ồ, may mắn ba. Ngon. Có than này. Hôm nay chúng ta sẽ chơi cứ như là chúng ta lần đầu chơi Minecraft anh em nhá. Đi chu du. Không nhà không cửa. Ở dưới này có gì không? Thế nào mà chúng nó không spawn ra một con Drow này nhỉ? Ở đây có này, cái gì đấy? Ồ, cần câu có sửa chữa này. Ngon phết đây anh em ạ. Được. Đây, tôi qua bè mới nào. Đây, tôi đứng vào đây. À, có gì không? Nó hơi lag anh em ạ. Tôi không biết vì sao mà nó lại hơi bị lag vậy. Than này, lúa mì này, ngọc lục bảo à, ok. Đây, tôi trả lại cục gạch cho nó. Đấy, em trả các anh nhá. Ăn tí anh em ạ. Được rồi, quay trở lại cái thuyền thôi. Thế quái nào mà nó lại chả có một con quái nào nó chặn tôi lại anh em ạ. À đây, nó còn chỗ này nữa này đúng không? Tôi vào đây tiếp nào. Có cái gì này không? Ôi, cái này nãy mình đi rồi. Ok, mình đi thôi anh em ạ. Mình đi tiếp thôi. À, từ. Đi tiếp cái gì? Đi tìm kho báu chứ, đúng không? Kho báu là nó đang ở hướng đấy à? Nếu vậy là phải đi qua cái hướng đông anh em ạ. Phải đi qua hướng đông. Hướng đông là west đúng không? Ơ, west thì là ít anh em ạ. Ít. Đây, hướng này là hướng đông này. Đúng rồi. Tôi hơi ngu tiếng Anh, anh em thông cảm nhá. Ở đây rồi, sau khi tới đây rồi này, chúng ta sẽ đi lên cái hướng bắc north đấy. Sao anh em, có thích không anh em? Sau bao nhiêu lâu cuối cùng tôi cũng chịu rời khỏi cái đảo nấm rồi đúng không anh em? Vui không anh em? À,
Nếu mà anh em muốn tôi làm cái gì ấy, anh em cứ comment ở dưới phần bình luận nhá. Tôi chiều fan kinh khủng luôn anh em ạ, nên là anh em cứ yên tâm nhá. Comment hết đi, tôi làm hết cho. Tôi nói vậy thôi chứ còn tùy thứ tôi mới làm anh em nhá, chứ mà nó không phải là cái gì tôi cũng làm được rồi anh em ạ. Có vẻ là kho báu nó trên cái đảo này này. Đúng rồi đấy. Đúng không? Đây này. Nói chung của nó ở đâu đó anh em ạ. Chung của nó ở đâu đó ở gần đây. À đây này. Tôi nghĩ là nó ở trong tầm này. Đây tôi bỏ cái kia đâu nào. Vì sao cái giáp của tôi che mất rồi ấy nhở? Tôi bỏ giáp ra nào. Nó ở đây à? Tầm này này anh em này. Đây này. Chỗ này là chỗ chính giữa của cái dấu X đấy. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ đào xuống anh em ạ. Ôi dồi ôi. Sẻng tôi thế này thì tìm kho báu nó gọi là cái chuyện easy luôn anh em ạ, thật. Đâu rồi? Báu này. Đây rồi. Phôi sắt này. Phôi vàng á. Trái tim ở biển cả này ngon quá anh em ạ. Tốt rồi. Cá hồi chín này. Tinh thể lăng trụ biển này. Rồi. Bom. Đi rồi anh em ạ. Chuyển đâu rồi? Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi về cái phía này anh em nhá. Nhưng mà theo tôi nhớ là ở nhà tôi có hai cái trái tim của biển cả rồi. Thêm một cái mà tôi đang cầm nữa là ba cái rồi đấy. Khá là ngon. Ở kia nó có một con drow kìa. Thích nhỉ? Cầu nhà lâu rồi anh em ạ, lâu lắm rồi tôi mới được đi chu du, thật sự rất là thích luôn anh em ạ. Thực ra tôi cũng rất là thích cái chu du. Nhưng mà tôi đang cố gắng để hoàn thiện nốt cái ngôi làng đấy. Nó còn một vài công trình nữa mà tôi muốn xây anh em ạ. Thực ra hôm nay ấy là tôi đang tính xây cơ, nhưng mà tại vì là anh em comment đi chu du với đi đánh nhau nhiều quá nên là tôi phải chiều anh em. Hôm nay là tôi đang tính xây khu hầm mỏ anh em nhá. Đó, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Tôi đã chuẩn bị cả xây thế nào rồi đấy. Đó, thế nhưng mà phải hoãn lại đấy. Đó, thế nên là có thể là tương lai là tôi sẽ xây cái đấy sau anh em ạ. Đi chu du trước anh em nhỉ. Xây sủng gì tầm tay. Ô nó có quả bí ngô này. Ôi có rùa này. Chào hai em. Hello hai em. Không biết là dưới biển có cái gì không nhỉ. Nói chung là dưới biển cũng tối tối anh em ạ. Cũng không có nhìn thấy một cái gì hết. Cá này. Xung quanh chúng ta là biển rộng mênh mông anh em ạ. Một mình tôi trên biển. Nhưng mà tôi mặc full bộ giáp Netherite các em ạ. Không có ai dám bố láo với tôi hết anh em ạ. Có cá mập ở đây chắc là tôi cũng thịt cá mập luôn đấy nhở. Tôi nhìn thấy đảo này. Ô, đây là đảo đá anh em ạ. Cực kỳ nhiều đá. Nói chung là cái đảo này cũng bình thường đúng không. Ô, tôi nghe hình như ô, có thằng kẻ đuối nước anh em ơi. Nó ném đinh ba. Thằng nào mày ra đây. Mày đưa tao cái đinh ba. Đinh ba là của tao. Mày tao đánh nhau ở dưới nước là hơi bị tốt đấy. Mày đừng có đùa. Nó có rơi ra cái đinh ba không em? Không có à. Không có rồi anh em ơi. Số tôi xui nhờ. Không có rồi anh em ạ. Nói chung là cái bọn phò phạch cái kệ bọn nó đi anh em ạ. Để tôi nhòm lại xem có cái đinh ba không nào. Không có rồi anh em ạ. Hơi xui. Không sao đâu. Chốc nữa chúng ta có thể sẽ gặp thêm nhiều bọn drow nữa cơ. Không sao đâu anh em ạ, cứ từ từ. Nó ném cái đinh ba nó găm ở đây luôn này. Đây này. Đẹp nhở. Đi rồi anh em ạ. Kệ cái bọn đi. Wow, em chào các anh. Chào các anh. Tôi cảm giác cứ như kiểu là tôi bị nhốt tù lâu lắm rồi anh em ạ. Giờ tôi mới ra ngoài. Tôi đi vào cái đảo nào rồi anh em ạ? Cái đảo này là cái đảo nào đó? Khá là tối. Ở chỗ này hình như là lava ấy đúng không? Chắc chắn lava luôn anh em ạ. Tôi đi thử vào cái đảo này xem sao anh em ạ. Xem có gì không. Nói chung là cũng khá là tối nhỉ? Đi chu du thì mình phải đi ban đêm này cho nó phê chứ đúng không nhỉ? Ngủ làm gì. Nói chung là tôi mặc full bộ giáp Netherite thì thằng nào dám láo với tôi anh em nhỉ? Ai mà dám láo với tôi? Mấy anh tuổi gì? Mấy anh đánh đi. Trời mưa này. Trời mưa chill nhỉ? Chill thật anh em ạ. Đấy,
Trời mưa, tôi đang chạy dưới mưa. Vừa tôi ăn thịt heo, ui tuyệt vời. Ui dồi ôi, nổ đi anh nổ đi, anh nổ đi thật. Anh chỉnh gì thật. Tôi thật vậy em, tôi chơi tới cái tầm này creeper là cái gì hơ. Tôi nuôi creeper cũng được luôn thật. Biển này đúng không? Ô đầm lầy đúng không? Đầm lầy các em ơi, tuyệt vời. Có thể tôi gặp cái tròi quýt đấy. Có tròi phù thủy anh các bạn. Thế nhưng mà chưa thấy. Mà nói chung là giờ gặp cũng chả cần đâu. Cần quá hay cái tròi ấy đúng không? Quan trọng là chúng ta đi tìm các cái vùng đặc biệt đấy. Nó có rất là nhiều những cái vùng đặc biệt trong Minecraft anh em nhé. Có cả những cái vùng mà nó có những cây băng rất là lớn nó chọc lên trên trời anh em ạ, đẹp lắm. Thực ra là có chọc lên trên trời thì hơi quá, bởi vì là nó không đến nỗi cao độ chạm trời các bạn, nhưng mà nó cũng khá là cao. Aslan này, em chào anh. Mà thôi kệ anh, em chả quan tâm. Nói chung là nhà tôi có cái máy farm slab mà đúng không, quan tâm quái gì. Ui tuyết kìa các em ơi. Nếu mà theo tôi biết là tương lai là chúng nó sẽ add thêm dê vào đấy anh em. Dê là nó sẽ sống ở những cái vùng núi nhá. Nó sống trên núi đấy. Khá là hay các em ạ. Tương lai có thể tôi sẽ nuôi dê. Ui sắp bình minh rồi. Sắp bình minh rồi. Nhảy xuống. Ui rồi. Chắc cả tôi nên cầm cái xô nước ra cho nó an toàn. Đấy. Nói chung là cầm cái xô nước ra anh ạ. Ấy chà. Tôi thật chứ bây giờ skeleton nó bắn nó gãi ngứa tôi thật. Chứ mà cái lúc đầu game nó bắn tôi là tôi mất 3 trái tim đấy. Lúc đầu game mà skeleton nó khó chịu kinh khủng luôn đấy các nhá. Trời mưa chiêu nhỉ. Bình minh. Ui tuyệt vời luôn anh em ạ. Tự do rồi. Freedom. Anh em tôi diễn được không? Tôi diễn được không em? Tôi thấy cái đảo này nó khá là to anh ạ. Tôi đi từ nãy giờ rồi mà vẫn chưa thoát ra được. Chỗ này hơi cao nhỉ. Tôi sẽ dùng nước leo lên. Hả? Thực ra là bây giờ là tôi chơi Minecraft tôi mới biết. Đó là tôi không hiểu tại sao người ta ở ngoài đời ấy mà người ta đi leo núi mà người ta không mang theo xô nước nhỉ. Họ mang theo xô nước có phải là lợi không? Đúng không? Chả hiểu nhỉ. Tôi mới leo núi thì tôi mang theo 1000 cái xô nước rồi đấy. Nó quá lợi luôn. Kiểu là họ đang ở trên đỉnh núi ấy mà họ muốn xuống ấy, họ nhảy xuống cái xong đặt nước ra, đúng không? Hợp lý không anh em? Hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Em chào anh. Em chào anh. Tránh xa em ra nhá. Nói chung là tôi bắn cho nó biết mùi vị thôi, chứ có lại giết nó cũng chả được cái gì các bạn thật. Ôi cái này là một cái ravine đấy các em. À đâu nhầm. Cái ravine là cái rãnh cơ, nhầm. Cái này là một cái tảng núi cực kỳ to. Ôi thảo nguyên này các em ơi, đẹp nhờ. Tuyệt vời các ạ. Thảo nguyên quá đẹp, thực sự quá đẹp các em ạ. Tôi không biết là các em bên nào, nhưng mà tôi rất là thích những cái vùng đất bằng phẳng cái này. Kiểu xung quanh nó không có nhiều cái đồ ấy, xung quanh nó không có đồi núi và cây cối ấy. Tôi rất là thích những cái vùng này nhá. Tôi không hiểu tại sao hơn. Buồn cười thật. Từ bé tôi đã thích rồi các em ạ. Từ bé tôi đã cực kỳ thích thảo nguyên nhá. Tôi đang muốn tìm cái vùng rừng rậm ấy, bởi vì trong cái gua hát to 1000 năm này là tôi chưa gặp cái vùng rừng rậm ấy nhá. Nên là tôi đang khá là muốn tìm cái vùng đó. Cái vùng đó nó có gấu trúc đấy, và nó có tre đấy anh em. Nó có vẹt nữa đấy, tuyệt vời lắm. Nó có cả dưa hấu, nhưng mà dưa hấu thì tôi có rồi. Và nó cả đền rắc gồ đấy, đền trong rừng anh em nhá, cực kỳ đẹp luôn. Chúng ta hôm nay sẽ phải đi khám phá được cái vùng đấy anh em ạ. Tôi sẽ đi tìm cái vùng đấy cho tới khi nào mà tôi chết luôn anh em ạ. Tìm được thì mới dừng video anh em nhá. Đi khám phá được cái vùng ấy thì mới dừng video. Yo. Cái này là cái gì anh em? Thế nào mà cỏ xanh cái này? Cái này có phải vùng rừng không? Đúng không? Cái này là gỗ rừng mà. Cái vùng rừng anh em ạ. What? Tôi vừa mới nói một tí mà tôi tìm được rồi hả? What? Cái này chính là cái vùng rừng rậm đấy anh em ạ. Thế nên là cỏ nó mới xanh cái này đấy.
Nói chung là nó lại bất ngờ quá anh em ạ. Nên là tôi cũng không biết phải phản ứng sao. Khá là bất ngờ. Đẹp không anh em ơi? Hạt này là hạt cacao đấy, đúng không? Đấy, đấy, hạt cacao đấy. Xem nào, ngon quá. Tôi sẽ phải lấy một chút hạt giống anh em ạ, để về nhà còn trồng chứ, đúng không? Chúng ta sẽ duy trì cái hạt giống này ở nhà của chúng ta anh em ạ. Tôi chưa có hạt giống gỗ rừng đâu anh em ạ. Chúng ta cùng đi sâu bên trong rừng xem có gì không nhá. Xem có quái vật cổ đại gì không nhá. Cái vùng rừng rậm thủy tổ này chắc là phải có khủng long chứ nhở. Chúng ta cùng đi tìm cái đền rừng anh em nhá. Che đấy, che này. Lần đầu tiên trong cái gua này mà tôi có che anh em ạ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quá tuyệt đấy anh em ạ. Tôi sẽ lấy thêm một chút hạt cacao nữa. Hạt cacao này tôi không biết là nó dùng để làm cái gì nhở. Hình như là nó dùng để làm cái màu nhuộm nâu được ấy. Không biết là ngoài cái đấy là nó còn dùng để làm gì không. Có ăn được không nhở? Theo tôi biết là nó không cho vẹt ăn ở đâu nhá. Cho vẹt ăn là chết vẹt đấy. Ủa có tre này đúng không? Đây là có tre này. Tôi sẽ cố gắng tôi lấy nhiều tre tí anh em ạ. Về nhà còn trồng. Để sau này chúng ta còn làm cái giàn giáo nữa. Cừu này. Uầy, càng gì to này. Wow 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 wow. Em chào anh. Anh đừng có láo. Đầu game thì anh giết em được chứ còn giờ. Tôi sẽ cố gắng đi tìm cái đền này. Xong tôi tìm con cấu trúc cái. Xem sao anh ạ. Xem mặt mũi nó thế nào. Tôi nghe bảo là con cấu trúc có nhát gan lắm. Đêm mà chúng ta ngủ không anh em? Thôi chúng ta cùng đi ngủ chút nhá. Tôi không ngờ là cơn mưa này nó mưa lâu thật anh em ạ. Nó mưa 2 ngày rồi đấy. Nó mưa qua đêm luôn đấy anh em ạ. Mưa khá là lâu. Đi ngủ cái chỗ tạnh mưa anh em nhở. Trời nó quang quang tí để chúng ta còn nhìn chứ đúng không. Đấy, tạnh mưa đấy. Anh zombie. Anh zombie. Anh chết cháy đi anh nhá. Đấu anh sống được. Ui, tuyệt đâu anh em ơi. Hùng vĩ không? Wow. À, tôi nhìn tôi cứ tưởng cái đền. Nhìn cứ tưởng cái đền anh em ạ. Uầy, cao nhờ. Cao thật anh em ạ. Xuống rồi. Ui dồi, đau thế. Tôi thấy đẹp không khác gì cái làng nấm của tôi luôn đây anh ạ. Thật đẹp thật. Tôi mà mang được cái kiến trúc này về làng nấm nhờ. Rừng rậm nguyên sinh cái này quá đẹp luôn anh em ạ. Tuyệt vời. Tôi vẫn chưa tìm thấy rừng tre và gấu trúc anh em ạ. Chưa tìm thấy đền răng gồ nữa. Tôi mới nảy ra một ý tưởng. Tôi nghĩ là tôi sẽ trèo lên trên cao. Tôi nhìn xuống anh em ạ. Có thể làm như vậy chúng ta sẽ thấy cái đền đấy. Tôi chọn cái cây này. Tôi sẽ trèo lên trên cây này anh em ạ. Trèo lên hả? Ui đơn giản. Xuống nước lên thôi. Rồi, tôi lên rồi anh em ạ. Bây giờ là đến bước ớ. Nó mất tóc của tôi luôn rồi. Chốc tôi xuống kiểu gì. Được rồi. Nói chung là chốc xuống là cái chuyện của chốc nữa đúng không? Không quan tâm. Bây giờ là bước đi của những pro anh em nhá. Anh em biết là khi mà họ đã lên đây rồi họ sẽ làm gì không? Vào tùy chọn. Kéo cái này lên. Đấy. Rùa nó hơi lag tí. Nhưng mà anh em thông cảm tí nhá. Nó sẽ giúp tôi nhìn xem được cái đèn ở đâu. Đó, chắc là anh em sẽ hơi lag tí đấy đúng không? Nhưng mà xong rồi tôi thấy máy của tôi nó hơi mượt chả. Buồn cười chả. Cái máy của tôi không lag một tí gì nhá, buồn cười chả. Chắc do cái máy tôi nó khỏe lên rồi à. Uầy, nhiều cây cối to lắm anh em ạ. Nhưng mà vẫn không đến cái đèn đâu. Không được cái đèn. Ô, ô, cái đèn đúng không? Đây là cái đèn đấy đúng không? Cái đèn đấy chứ còn gì nữa anh em? Anh em thấy cái đây không? Cái cột thế này. Cái đèn đấy chứ còn gì nữa? Trốn đâu? Trốn đâu được cái đèn thế này? Rồi, chúng ta cùng chạy về cái hướng này anh em nhá. Đây này. Đấy, đi thôi anh em ạ.
cho nhỏ nhỏ này xuống thôi. Đấy, ngon ngay. Yeah. Biết rồi anh ạ, đi thôi. Cẩn thận này, chứ không chết đấy, ghê lắm. Ủa chết chà, cao thế. Xuống có chết không, xuống có chết không? Xuống luôn. Ôi, sợ thật sự anh ạ. Được rồi, chúng ta đã có đích đến rồi. Cùng chạy thẳng tới cái đền thôi anh em ạ. Nói chung là tôi mong là tôi vẫn chạy đúng hướng, bởi vì là rừng nó hơi rậm anh em ạ, nên là tôi không biết là tôi có chạy đúng hướng không. Mong là tôi vẫn chạy chuẩn hướng. Nói chung là tôi cứ chạy chéo chéo về phía này thôi nhỉ. À đấy, đây này. Em chào anh trốn ai? Yeah. Đây anh em ơi, tuyệt vời luôn. Đấy, anh em thấy cái đền chưa? Lần đầu mà anh em thấy cái đền đúng không? Cái đền đấy, chính nó đấy. Chúng ta cùng vào trong nhá. Cái lối vào ở đâu ấy nhở? Múc nước cái đã, tranh thủ anh em ạ. Hình như là cái lối vào ở đây này. Tôi trèo lên rồi nào. Đúng không? Cái lối vào ở đâu ấy nhở? Nó phải có cái lối vào chứ. Buồn cười nhở? Đâu ấy nhở? Từ từ tôi nhìn tí anh em ạ. Tôi nghĩ là cái lối vào nó ở chỗ này này. Đây này, tôi nghĩ nó ở chỗ nào. Đây này. Đấy, cái lối vào của nó này. Cái đền này là nó có rất là nhiều cạm bẫy nguy hiểm anh em nhé. Rất là nhiều. Nhưng mà đối với một thằng mặc full giáp Netherite tôi thì anh em biết rồi đấy. Cái đền nó sẽ chả là cái gì nguy hiểm anh em ạ. Nó sẽ giống như là baby vậy. À, cái đền này nó sẽ có tổng có 3 tầng anh em nhá. Đây là cái tầng 1 này. Chúng ta sẽ vào tầng 1. Đấy, chúng ta đi lên trên là tầng 2. Và một tầng ở bên dưới là tầng âm 1. Đây, các cái cần gạt này này là để chúng ta mở ra theo một cái mật mã nhá. Chúng ta phải có mật mã chúng ta mới mở được. Mà kệ ơi đi, chốc tôi mở cho anh em xem. Nói chung vậy là nó có bẫy ở đây này. Anh em cứ vừa đi ấy, xong anh em vừa dí chuột xuống đất này. Anh em giữ lì chuột trái cho tôi. Đấy, thấy bẫy không? Thấy bẫy không? Đấy, phá hết đi anh ạ. Đấy. À, có yên ngựa này. Nói chung là bẫy bây giờ đối với tôi đúng không? Thật với anh em, bẫy gà lắm. Trình gì đúng không? Đây nhá, ở trong này là có mũi tên đấy. Ở đây cũng có đấy. Tranh thủ lấy cái ạ. Đấy. Đây, những cái mặt bã này. Anh em có thể lên mạng để anh em tìm hiểu về cách mở cái đền này nhá. Nhưng mà tôi ấy là tôi có một cách rất là đơn giản cho anh em. Anh em cầm cái cuốc là anh em chạy đến đây tôi. Đứng vào đây, đào nó đi. Xong. Đấy. Không cứ phải mở lòng ngoằng đúng không? Nói chung là nó cũng chả có cái gì các bạn. Vàng vụng cái thứ tôi cũng chả cần đâu. Ồ, nó có cái piston này. Tôi cũng chả cần cái piston đâu. Đây, từ từ tôi lên cái đấy anh ạ. Tôi lên cái. Xong rồi tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách mở mặt mát thật sự nhá. Nhưng mà thật ra là mình làm như vậy nó hơi bẩn bựa đúng không? Xây lại anh em nhá. Đấy, xây lại. Ok chưa? Bây giờ muốn mở ấy là anh em sẽ mở cái bên trong cùng trước. Xong mở cái này. Xong đóng cái này lên. Xong lại mở cái này. Đó. Easy không anh em? Đấy. Đó. Đấy, ngon đấy. Đó là cách mà anh em sẽ mở được cái này đấy. Nếu mà anh em mà không có dùng cuốc. Chúng ta cùng tiếp tục đi tìm cái rừng tre nhá. Tôi muốn tìm nốt cái rừng tre ở đây anh ạ. Tôi muốn tìm đến cấu trúc. Ôi anh em ơi, anh em ơi, con vẹt. Anh chào em. Em ơi, vẹt ơi. Nếu mà chúng ta muốn bắt được vẹt ấy, chúng ta phải cho nó ăn cỏ. Đợi anh tí nhá. Đấy, phá mấy cái này này. Lấy cái hạt giống cỏ anh em ạ. Hạt lúa mì đấy. Từ từ vẹt nhá. Em bấy yên đấy cho anh. Đây rồi. Được. Phải lấy nhiều tí. Em ở yên đấy vẹt nhá. Có vẹt đâu rồi? À đây rồi.
4 cái rồi anh em ơi. 5 cái rồi. 6 cái đi. Được rồi. Từ từ tôi gãi cái tay cái là tôi hình ngứa, tôi hình ngứa. Được rồi, được rồi. Về rồi. Về rồi. Anh có cần cho em này. Về rồi. Anh mà cần sao cho em này, về rồi. Ăn đi em. Ăn đi em. Từ từ từ. Tôi bật cái lên nào. À, cái gì nhỉ? Hình ảnh này. Cái này này. Cho mắc lên. Rồi. Đồng ý đi em. Đồng ý đi em. Ô. Tôi đồng ý rồi anh em ơi. Đến đây. Ngồi xuống cái này. À. Theo anh em ơi. Hình như là nó có cách nào để mình cho nó lên vai mình ấy. Đây này này. Em ơi, đi vào đi em. Ôi. Về đâu rồi? Có về đâu rồi? Về rồi. Nó có cách nào để mình cho nó ngồi lên vai mình ấy, các bạn, tôi quên mất rồi. Thế nào ấy nhở? Buồn cười nhở? Vẹt ơi, xe không lên vai anh ngồi vẹt. Ở đây này, này, này. Ngồi đi vẹt đây. Có cách nào để tôi mang nó lên không? Vẹt đây. Buồn cười ấy nhở? Thôi các bạn, cho nó bay theo tôi cũng được. Buồn cười nhở? Tôi đi vẹt nhá, tiếp theo anh nhá. Tôi gặp luôn cái đền nữa này. Vào lúc xem có gì không anh các bạn. Có tre này. Đấy, có sắt này, tôi lấy sắt cũng được. Phá lên anh ạ. Ái em vẹt. Cái gì đây? Wow. Cho nó bị hỏng mất rồi. Bị hỏng mất rồi anh các bạn. Có rương không? Ừ, còn rương này. Ôi, xương sủng các thứ cũng chả cần đâu anh ạ. Thôi đi thôi. Tôi đi thôi, vẹt ra cũng chẳng có gì đâu em ạ. Ôi, thế quái nào? Này, này anh em. Quái nào mà giờ thì em vẹt thì em ngồi với tôi rồi. Vẹt nói kìa. Còn cả vẹt nói đấy kìa. Tuyệt vời kìa bạn. Tôi đi tiếp thôi nha. Nói chung là nó có nhiều loại vẹt lắm anh em ạ. Nếu mà tôi may mắn tôi gặp thêm được một em nữa thì tốt nhỉ. Ôi, cái vùng này có vẻ là tôi đã đi ra khỏi cái vùng rừng rậm rồi này. Tôi nhìn thấy nó bắt đầu là cái vùng bình thường rồi này. Đúng không? Đúng rồi này. Đây này. Cây cối bình thường rồi các bạn. Tôi sẽ thử tiếp tục đi vào rừng một lần nữa các bạn. Thử đi tìm một rừng tre nữa. Ô, cháy kìa. What the hell? Sao vậy? Sao bị cháy vậy? Lava cháy lên à? Ôi trời ơi, lava ơi. Tôi phải dập lửa ấy các bạn. Nó nguy hiểm quá. Cháy nào, cháy nào. Ôi, chết cha rồi. Ôi, vẹt ơi, cháy cháy này, vẹt ơi. Nước đâu, nước đâu, nước đâu, nước đâu, nước đâu. Cháy cháy này, vẹt ơi. Ôi, tôi chỉ sợ em vẹt của tôi. Em bị rơi xuống ấy các bạn. Rồi. Em vẹt, em ok là được rồi. Tôi bị cháy cũng không sao anh em ạ. Em vẹt ok được rồi. Dập lửa đi. Dập lửa. Dập lửa. Chứ không chết cha đây anh ạ. Cháy rừng chết cha đấy. Ôi em vẹt nữa này. Chào em, chào em. Về với anh đi em. Về với anh đi, đúng rồi. Tôi có hai em vẹt rồi anh em ơi. Ô cái gì đây? Ô. Cùng địa ngục. Ô. Cùng đi vào xem thử có gì không anh em ạ. Ui đẹp nhờ. Ôi, chẳng tránh là các em vẹt nhá. Ở đây có lava đấy. Đập nước vào anh em ạ. Phá hết lava, la vũng cái thứ đi. Phá hết mấy cái này đi. Ôi 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 ôi. Cái này đẹp nhờ anh em nhờ. Đẹp thật. Tôi xem thử xem có gì không nào. À đây, có em vẹt vàng và em vẹt đỏ ở đây. Có gì không? Ô táo vàng ở đây. Chấp hỏng à, ui dồi. Chả cần anh ạ. Đi đâu. Ô, cái vẹt xanh. Anh chào em, anh chào em. Vẹt ơi. Vẹt ơi. Vẹt ơi. Ăn đi em. Ăn đi em. Cứ ăn đi em. Ôi ôi, vẹt ơi. Chấp nhận anh đi. Anh nghèo lắm mà trời ơi. Nó không chấp nhận tôi. Sao vậy? Tại sao lại vậy? Tôi ngủ cái đây các bạn. Tôi ngủ cái chứ không creeper ra nổ phát đi bụi cả ba vẹt đấy.
Vẹt ơi, có vẹt xanh đâu? Ở đâu? Ở đây rồi. Vẹt ơi, em đừng lo, ở nhà anh có đủ mà. Về với anh đi, về với anh đi. Đúng rồi, tuyệt vời. Có ba mấy cơ ơi, có ba vẹt dễ thương rồi. Cái gì đây? À, đây cổng đây. Ui, rừng tre anh em ơi, rừng tre. Tôi gặp rừng tre rồi. Ui ôi, sao bao nhiêu cố gắng em ạ. Gấu trúc đâu? Ui ôi, ui đẹp không em ơi. Tuyệt vời không? Wow, đẹp nhở. Theo tôi nhớ là rừng tre ở đâu có thế này đâu nhở. Rừng tre là nó đâu có dùng mấy cục đất bót rồi đâu, nó dùng khối cỏ mà ta. Chắc là mô răng nó mới thay đổi lại anh em ạ. Đẹp nhở, xịn thật. Tìm của Trúc anh em ạ. Ừ. Trúc ơi, Trúc ơi, có em không Trúc ơi? Trúc ơi, alo, có ai tên là Trúc không? Trúc ơi. À zombie à, mày đừng có láo, mày đừng có ăn vẹt của tao. Từ từ anh ạ, tôi dùng rìu tôi bổ cho chuẩn, chứ không thì chứ không chả mấy tôi bổ vẹt của tôi chết chà các bạn, sợ lắm. Cái gì, cái nấm à? À nấm, tôi tưởng là vẹt tiếp. Có vẹt nữa không? Tôi muốn càng nhiều vẹt càng tốt anh em ạ. Có ba em. Chào em, em ngồi đi em. Ô hình như đậu anh người tôi đúng không? Không à? Rồi mình đi thôi anh ạ. Trúc ơi, cố gắng tìm thêm người em gấu trúc anh em ạ. Trúc ơi, Trúc ơi. Ui công nhận tre chủng cái này nó giàu thật anh ạ. Cái công nhận tre này nó cao thật. Tôi không có nhìn thấy một cái gì luôn anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ lên bên trên tôi nhìn xuống anh em ạ. Tôi sẽ dùng cáp tôi xây lên đi. Dùng cáp tôi xây cao lên bên trên tôi nhìn xuống làm sao nào. Xem có trúc không. Ui đẹp không em, cái gì cái lạ nào. Có trúc không, cái gì đây, cây à? Hình như là em mới ngồi với tôi đúng không? Đấy, đây. Á? À? Dễ thương thật. Đấy anh em, đấy. Sao tôi không thể chúc nhở? Chưa thấy em chúc đâu anh ạ. Tôi sẽ xuống làm sao? Đào cái cột ý cho đỡ xấu. Theo như tôi biết là gấu trúc nó ở trong cái vùng rừng rộng này các bạn nhở. Nó ở trong cái vùng rừng tre các bạn nhở. Thế nào mà tôi tìm cũng khá là lâu rồi mà cũng chưa thấy một con gấu nào luôn anh em ạ. Có vẻ số tôi xui nhỉ. Chắc cả một lúc nữa tôi sẽ tìm thấy thôi anh em ạ, không sao đâu. Ô, có hai em ở trên vai tôi lại. Tuyệt vời các ơi. Xinh không anh em? Xinh nhỉ. Quá ngon luôn anh em ạ. Quá xinh luôn. Ô cái gì đây, cái đèn à? Tại sao cái gì đó, cái đèn à? Ô đèn nó này anh em hờ. Để nó lại. What the hell? Cái gì đấy? Tôi nghe thấy cái gì ấy, thế mày bị thương cái gì cơ? Hình như là ở đâu chúng có đánh nhau ấy các bạn. Vật phẩm được phân phát cái quái gì kìa. Xung quanh này có lạc à? Sao mà toàn cái âm thanh gì kỳ lạ vậy? Creeper bị thương cái gì vậy? Hay là trong cái đèn này nó có cái gì à? Ui, có vẻ là trong cái đèn này tôi nghĩ là rồi anh em ạ. Có thể là trong cái đèn này nó có creeper và các thứ ấy. Thế nên là creeper nó mới bị bắn. Đầu tiên chắn này anh em ạ, chắn chắn này đã cho an toàn. Ôi, bà già nhà mày, nó dọa tôi anh em ạ. Thực ra là tôi mà ok thì không sao. Thực ra mà tôi có bị đánh thì không sao anh em ạ. Nhưng mà tôi sợ con vẹt của tôi thôi. Con vẹt trắng của tôi đâu nhở? Tôi xem thử em có gì không nào. Ô có zombie à? Nó làm gì ở đấy? Mày đừng có đùa tao. Ôi vẹt ơi. Ôi vẹt ơi. Ôi vẹt của tôi à... Vẹt ơi. Vẹt chết rồi anh em ơi. Cút. Cút. Ôi may quá, vẹt này không chết của tôi anh em ạ. May quá. Không hiểu.
Không hiểu tại sao mà đã creeper ở đây. Vẹt vàng của tôi đâu ấy nhở? Trời ơi, khổ thân vẹt của tôi. Khổ thân em ấy. Ôi đây rồi, may quá. May quá là tôi chỉ mất một em thôi anh ạ, may quá. Có sắt này, có yên ngựa. Nói chung là nhà tôi nhiều yên ngựa lắm anh ạ, chả cần đâu. Ôi khổ thân em vẹt đỏ của tôi. Bọn này nó bố láo thật. Ôi chú ơi đẹp nhở. Ôi tôi ghét cái bọn này lắm rồi anh ạ, tôi ghét bọn này lắm rồi. Cút. Ghét lắm rồi anh ạ, quá ghét rồi. Tôi chu du một tí nào nào. Ôi cái hầm mày đẹp nhở. Sống ở trong này cũng rất lạng đấy. Khổ thân hai em vẹt, bị mất đi một người bạn rồi, khổ thân em ấy. Ôi ôi, xây nhà ở cái chỗ này thì nhất hạng luôn chứ còn gì nữa, thật anh em nhở. Tuyệt vời các bạn. Ôi quá đẹp luôn, thác nước này, thác nước chảy xuống này, rừng tre này, cây cối xanh mướt này. Tuyệt vời các bạn, tuyệt vời. Không có biết nói từ gì hơn mà tuyệt vời các bạn. Tại sao tôi không gặp Trúc nhở, buồn cười nhở. Khá là to nhưng mà tôi không gặp Trúc anh em ạ. Đây là cổng địa ngục đúng không? Đây này, tôi vừa mới nhìn thấy xong. Chắc là tôi nhìn nhầm. Mất đi một em vẹt rồi anh em ạ. Mà cũng không gặp gấu trúc luôn. Thật sự là tôi khá là muốn tìm được em gấu trúc anh em ạ, nhưng mà không tìm thấy. Có vẻ là không đủ may mắn rồi. Ok anh em ạ, thì tôi nghĩ là video hôm nay tới đây cho anh em nhá. Tôi cũng đã tìm được cái vùng rừng rậm rồi này. Đó, tìm được trái tim biển cả này, bắt được hai em vẹt này, tìm được tre này, tìm được đền răng hồ này. Quá là tuyệt vời rồi anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì xem tận đây. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nhé. Tôi yêu anh em rất là nhiều. Cảnh quá đẹp luôn anh ạ. Chỗ này đúng là thiên đường. Thiên đường.